điện thoại gaming của các bạn có cái logo phát sáng như thế này không? Có đúng không? Trời ơi, thế thì điện thoại gaming của các bạn có hẳn một cái màn hình OLED đằng sau phát sáng như thế này không? Lấy đâu ra? Chỉ có con ROG Phone 7 Pro này mới có thôi các bạn ạ. Và xin giới thiệu đến toàn thể quý bạn và các vị, đây chính là bộ đôi gaming phone mạnh nhất trên thế giới ở thời điểm này, đó là ROG Phone 7 và ROG Phone 7 Pro. Lý do tại sao mà cái phiên bản cao cấp này lại có tên là Pro? Bởi vì nó là bản nội địa Trung Quốc. Đấy, các bạn thấy con logo Tencent rất to ở đây. Sắp tới nếu như con này về Việt Nam dưới cái diện là hàng chính hãng thì tên của nó sẽ là tên của thị trường quốc tế luôn. Đó chính là ROG Phone 7 Ultimate. Hay đọc là Ultimate đi nha cho nó thuần Việt. Và trong video ngày hôm nay thì Rương Công Nghệ sẽ làm bài mở hộp và trên tay nhanh cho các bạn về hai mẫu gaming phone đình đám nhất của Asus này. Và các bạn sẵn sàng chưa? Hãy like, share và subscribe để chúng ta cùng nhau du hành nhé. Câu này nghe quen quen nhỉ? Ok. Rồi, như các bạn thấy thì hai phiên bản này nó chỉ khác nhau mỗi một chữ Pro thôi, nhưng mà hộp của nó thì không liên quan gì đến nhau cả. Với phiên bản bình thường thì cái hộp này cũng như bao nhiêu cái hộp điện thoại bình thường khác thôi. Còn phiên bản Pro thì hộp của nó to hơn hẳn và rất là nhiều phụ kiện bên trong. Với mức giá của hai sản phẩm này cũng có một cái mức chênh lệch to như kiểu là hai cái hộp vậy. Với cái mức giá mình tham khảo tại chuỗi hệ thống cửa hàng XT Mobile, các bạn có thể bấm ngay vào cái phần xem thêm bên dưới video này để biết thêm những thông tin chi tiết. Thì với phiên bản ROG Phone 7 gọi là bản base là 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong thì mức giá của nó bắt đầu từ 16.990.000. Đương nhiên là sẽ có những phiên bản bộ nhớ cao cấp hơn thì các bạn có thể vào cửa hàng XT Mobile để xem thông tin chi tiết nó kỹ hơn. Còn với ROG Phone 7 Pro nhá thì giá của nó sẽ là từ 36.990.000 các bạn ạ. Kinh khủng khiếp thật. Và các bạn lưu ý giúp mình là chuỗi hệ thống cửa hàng XT Mobile này bọn mình quảng cáo ấy là chỉ có các cơ sở trong Nam mà thôi, đa phần là thành phố Hồ Chí Minh và có một vài cơ sở nữa như là ở Đồng Nai. Còn ở ngoài Bắc nha, tất cả các cơ sở XT Mobile nó phát sinh ra đều là cơ sở giả mạo. Các bạn lưu ý điều này giúp mình để không mua phải những cái sản phẩm hàng kém chất lượng. Ok chưa? Và cái hay ở đây này, với cái phiên bản Pro này ấy, thì ngay từ cái phần mở hộp ra các bạn đã thấy là nó có nhiều trò rồi. Bóc cái này ra một cái. Đấy, thấy chưa? Cái phần bìa các tông này nó không chỉ đơn thuần là một cái phần bìa thông thường đâu, mà lúc mà các bạn đặt điện thoại lên đây nó sẽ ngay lập tức biến thành một cái trò chơi để chúng ta có thể tương tác được. Đây, nút này bấm được mà. Đấy, hay chưa? Và cái phần trò chơi này thì nó chỉ đơn giản là một cái phần để hướng dẫn chúng ta cách sử dụng điện thoại này, đặc biệt là hai cái phím air trigger thế thôi. Và các bạn hoàn toàn có thể chơi lại cái trò này nếu như các bạn muốn ở trong cái ứng dụng Armoury Crate, được chưa? Và sau khi mở hộp ra ấy, thì bên này sẽ có một cái con sò lạnh rất là to. Và đây chính là cái quạt tản nhiệt Aero Active Cooler 7 đến từ Asus. Và chỉ tính riêng cái giá của con sò lạnh này thôi, nó đã là hơn 3 triệu rồi. Phụ kiện cái khác biệt lớn nhất của bản Pro và bản thường nó là như thế thôi. Và cái mức giá chênh lên cái khoảng 20 mấy triệu thế thì mình nghĩ là nó cũng hợp lý thôi. Nhất là khi các bạn sở hữu được một hộp như này thì nó không chỉ mang tính chất là nó đựng phụ kiện mà nó còn mang để cho các bạn trưng bày nữa. Rất là đẹp. Và đương nhiên rồi là cáp sạc, củ sạc, ốp ít các thứ là đầy đủ, cả hai máy đều có hết trong hộp mọi người nhá. Rồi, nếu như mà nhìn qua về phần ngoại hình thì các bạn sẽ thấy rằng hai máy nó gần như không có khác biệt gì đấy quá lớn cả. Từ cách thiết kế cụm camera này cho đến cái phần màu sắc cũng như là khung viền được gia cố thì hai máy đều rất là giống nhau. Và mình khuyên thật nhá, là các anh em nào muốn cày game ở trên những con gaming phone như thế này này, anh em chỉ cần mua bản bình thường là đã đủ rồi. Bởi vì về tất cả các thông số thì cả hai chiếc máy này đều y hệt nhau, từ cấu hình này, từ màn hình này, các cái công nghệ đi kèm là đều giống nhau cả. Về cái mặt ngoại hình này thì khác biệt lớn nhất có lẽ là ở cái khe tản nhiệt, đó là Aero Active Portal ở trên bản Pro, còn bản thường thì sẽ không có. Năm nay thì Asus họ không chọn cái cách là làm quạt tản nhiệt bên trong máy nữa, bởi vì họ bảo là bình thường ấy thì người chơi khá là ít dùng cái này, chỉ khi nào mà thực sự chơi điện tử thì mới cần bật quạt thôi. Nên là họ không có làm nữa mà họ chỉ có làm khe tản nhiệt ở trên bản Pro, còn bản thường thì không mọi người nha. Bên cạnh đó thì bản thường thì mình sẽ có một cái logo hình mắt cú. Đấy, cái logo ROG rất là nổi bật ở đây. Còn bản Pro đi thì chúng ta sẽ có một cái màn hình OLED. Đó, các bạn có thể hiển thị rất là nhiều thứ ở đằng sau này. Ví dụ như ở đây là mình đang để hiển thị cái logo mắt cú này. Nếu như các bạn thích thì có thể custom lại ở trong cái ứng dụng Armoury Crate. Và ví dụ như là có cuộc gọi đến này, hoặc là các bạn chơi bất kỳ một tựa game nào đó thì trên cái màn hình LED nho nhỏ này nó cũng sẽ hiển thị lên. Đấy, rất là ngầu và gây được cái sự chú ý lớn. Đó, còn về cơ bản những thứ khác như kiểu là mặt lưng này thì chúng ta đều có kính cường lực Gorilla Glass 3. Còn mặt trước thì sẽ là Gorilla Glass Victus. Khung viền thì là khung viền nhôm, có phím e-trigger. Đấy, nhìn chung là chả khác cái gì đâu. Bạn nào mà không thích màu mè thì cứ chọn cái phiên bản thường này chơi game cho nó lành. Và đây chính là con sò lạnh Aero Active Cooler 7 mà mình đang nói cho các bạn biết. Cái sò này thì thực sự là nó quá ngầu. Nó ngầu ở nhiều khía cạnh, từ cái việc mà nó được thiết kế ra cho đến những cái tương tác của nó với máy thì nó cũng cực kỳ là ngầu luôn.
Ở đây thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 phím trigger nữa, ngoài hai cái phím end trigger trên máy nhá. Thì trên sò sẽ có thêm 4 phím nữa, mình cũng chưa biết là chơi cái game gì mà cần nhiều phím đến như thế. Và lắp vào thì cũng rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần cài nó vào ngang như thế này. Đó, sau đó các bạn đè con sò xuống. Ngay lập tức là con sò này nó sẽ nhận diện và nó sáng lên. Cực kỳ là ngầu luôn nhá. Và khi mà cái quạt tản nhiệt ở trên con sò này nó quay ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái logo ROG mắt cú nó sáng này. Và chính cái chữ ROG ở trên quạt này ấy, nó cũng chớp tắt luôn. Trông nó hay kinh khủng khiếp. Bình thường khi mà các bạn chơi game trên máy mà sợ hết điện thì các bạn cứ cắm thẳng sạc vào cả máy lẫn cả sò nhá, không vấn đề gì cả. Bởi vì con máy này nó là gaming phone, nó có tính năng sạc nhánh, nên là không bao giờ sợ là vừa cắm vào chơi nó hỏng đâu. Vừa cắm vào chơi nó càng mạnh ấy chứ. Đó. Và khi mà lắp cái sò này vào rồi nhá, thì nó cũng có một cái nút để cho mình có thể đấy. Nó đóng vai trò là nút nguồn để các bạn có thể bật tắt ngay cả khi mà các bạn đã lắp sò lạnh vào rồi. Hay chưa? Và để tháo nó ra thì cũng rất dễ dàng. Có một cái nút unlock ở đây. Các bạn bấm unlock một cái. Đấy, ngay lập tức sò sẽ bật ra và các bạn có thể rút máy ra. Vô cùng là dễ dàng như này. Và lúc mà các bạn cắm máy vào con sò này thì ngay lập tức là cái Aero Active Portal nó sẽ mở ra để cho nó có khả năng tản nhiệt tốt hơn. Không thể tưởng. Nó còn có cái âm thanh nữa. Hay thật. Mình không nghĩ là Asus được nghĩ ra nhiều cái thứ nó sáng tạo như thế này. Về cái khả năng chơi game trên chiếc máy này không có gì cần phải bàn nữa rồi. Bởi vì hiệu năng của nó giống nhau. Nên là bọn mình cũng có làm một cái bài test liên quan đến con ROG Phone 7 ở trên kênh anh Khôi Ngọng. Các bạn có thể lên đấy các bạn xem lại. Thì anh Khôi đã test con này với Genshin Impact. Thì có thể thấy rằng là cái sự ổn định trong suốt quá trình chơi từ 15 phút cho đến 30 phút của ROG Phone 7 là cực kỳ ấn tượng. Cái con 7 Pro này thì mình chưa test nha, nhưng mà các bạn thấy cái biểu đồ chơi Genshin Impact ở trên con 7 thường không? Nó đã ấn tượng, nó kinh khủng khiếp như thế rồi. Biểu đồ rất là đẹp. Và trong suốt quá trình chơi anh Khôi thấy như nào nhỉ? Quá ngon luôn. Đấy, các bạn cứ sang kênh Khôi Ngọng mà xem. Mình đảm bảo với các bạn ấy là với tất cả các cái tựa game hiện tại trên thị trường thì không có một con game nào nó có thể làm khó được cho ROG Phone 7 và ROG Phone 7 Pro cả. Bên cạnh đó ấy, thì cái chiếc ROG Phone 7 Pro này ấy, nó cũng là một cái cỗ máy cho các bạn có khả năng hack game đích thực luôn. Tại sao lại nói là hack? Bởi vì chỉ khi các bạn dùng cái con gaming phone này thì các bạn mới có cái tính năng đó. Cái phím end trigger thì không phải nói rồi nhá, bởi vì mấy con gaming phone khác thì cũng có, nhưng mà những cái tính năng hỗ trợ trong game ấy thì ROG Phone 7 cực kỳ vô đối. Ví dụ như là khi các bạn chơi Liên Quân Mobile đi, các bạn đánh chết một con bùa đỏ, các bạn đánh chết một con bùa xanh thì ngay lập tức là máy nó sẽ báo cho các bạn biết là con bùa này đã xuất hiện lại hay chưa. Trời ơi, đỉnh cao các vì sao. Hoặc là các bạn chơi những cái tựa game như kiểu là Genshin Impact thì sẽ có chế độ là macro. Để làm gì ạ? Các bạn có thể cài đặt những cái tổ hợp combo chiêu thức vào đấy, xong rồi nó sẽ tự động kích hoạt cho các bạn luôn. Quá đỉnh, đỉnh cao các vì sao thực sự. Ngoài ra nó còn có một tính năng nữa là tự động capture, tự động ghi lại những khoảnh khắc highlight của các bạn. Bạn chơi tốc chiến, các bạn chơi Liên Quân đi mobile mà các bạn có những cái pha Quadrakin, Pentakin mà không ai ghi lại cho các bạn, mà các bạn nói với bạn bè không ai tin ư. Đó, thì bây giờ ROG Phone 7 sẽ tự động giúp cho các bạn những cái điều đó. Cái tính năng này thì có tên là X-Capture. Tuy nhiên đây là bản nội địa Trung Quốc nên là nó mới chỉ có hoạt động với hai tựa game thôi. Và còn vô vàn tính năng khác, ví dụ như kiểu là thay đổi giọng nói này, rồi là điều chỉnh tâm ở trong những tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất, hoặc là những tựa game sinh tồn thì ROG Phone 7 nó cân được tất cả các thứ đó luôn. Nói chung là để khám phá được vọc vạch được tất cả những cái chức năng liên quan đến game của con máy này thì chắc là phải đợi đến 2 hôm. Và bây giờ thì mình phải trả máy luôn nên chỉ có thể làm cái bài trên tay nhanh cho các bạn thế thôi. Và nói chung ý, anh em nào mà muốn cày game chuyên nghiệp ý, thì ROG Phone 7 và ROG Phone 7 Pro nó sẽ là sự lựa chọn cực kỳ phù hợp cho anh em. Bằng chứng là ROG Phone 7 Series đã trở thành cái thiết bị chính để cho những cái giải đấu Genshin Impact các game thủ họ chơi ở trên những con máy như này. Đó. Và ngoài những yếu tố liên quan đến gaming này ra thì các cái thông số khác của ROG Phone 7 cũng như là ROG Phone 7 Pro thì nhắc lại các bạn là giống hệt nhau nhá, không khác một cái gì nhá, đều cực kỳ là khủng khiếp. Chúng ta sẽ có ở đây là một cái màn hình kích thước là 6,8 inch tương đương với Galaxy S23 Ultra, tần số quét lên đến là 165Hz và tần số lấy mẫu cảm ứng lên đến hơn 700Hz. Điều này đảm bảo cho cái việc là các bạn chạm cảm ứng ấy, nó sẽ rất là nhạy, nó rất là nhanh và không bao giờ có tình trạng là bị loạn cảm ứng xảy ra ở đây. Độ sáng của màn hình này tối đa là 1500 nit, cũng rất là cao. Còn độ sáng trong nhà tối đa cũng đã là mức 1000 nit rồi, để đảm bảo cho các bạn có thể chơi game trong mọi điều kiện ánh sáng khác nhau, nó đều rất là tốt. Màu đen của nó sâu, độ tương phản màu sắc là ngon, nhưng mà cái độ trong trẻo của cái màn hình này thì nó không bằng những con điện thoại flagship được. Và nếu như nhìn kỹ thì các bạn vẫn sẽ thấy rằng là cái màn hình của con ROG Phone 7 và cả bà con 7 Pro ấy, nó sẽ hơi bị chìm xuống một chút, chứ nó không có nổi hẳn lên giống như kiểu là mấy con flagship Android bình thường đâu. Ngoài ra thì yếu tố camera thì cả hai chiếc máy bản thường bản Pro cũng giống nhau, đó là có một cái cảm biến chính là 50 megapixel, nhưng mà mình cũng chả test ở đây làm gì, bởi vì rõ ràng em mà đã mua gaming phone thì không quan tâm đến phần camera lắm, đúng không? Rồi còn cuối cùng là về phần pin và sạc đi, thì như ban nãy mình đã nói là hai cái máy này đều có sạc là 65W,
Đây không phải công suất sạc nhanh, nhưng mà rõ ràng là gaming phone thì chúng ta vừa chơi vừa sạc thì cũng không cần sạc nhanh để làm gì cả. Và đương nhiên là cũng có luôn cả cáp sạc các thứ đấy, đầy đủ trong hộp cho anh em thoải mái sử dụng. Trước khi kết thúc video, mình chia sẻ cho các bạn một điều mình cảm thấy rất vô lý ở trên hai chiếc điện thoại này, đó là về phần ốp của nó. Cái ốp ở trên hai con gaming phone này không khác gì một cái bikini hai mảnh các bạn ạ. Tức là nó hở rất nhiều. Và rõ ràng là cái tính bảo vệ của nó là thật sự là mình cảm thấy nó không quá cao đâu. Các bạn rơi cạnh thì không sao, nhưng mà chẳng may mà rơi mặt lưng thì chắc là cái mặt lưng sẽ vỡ trước cả ốp. Đấy, mình nghĩ là như thế. Thì túm cái váy lại, trong video ngày hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn là LG Phone 7 và LG Phone 7 Pro là hai con máy gaming rất ngon. Tiếc là con 7 Pro này thì bọn mình chưa có cài game kịp để có thể test, nhưng mà con 7 thì đã test rồi và nó chơi game ngon thật, công nhận ba cháy bọ chét. Và những cái sự sáng tạo của Asus với cái dòng LG Phone này thì rõ ràng là mình chưa thấy có một cái giới hạn nào cả. Cứ mỗi năm họ lại tạo ra một cái gì đấy mới mới đấy. Năm nay lại có màn hình OLED ở mặt sau ấy, hay dã man. Vậy thì các bạn nghĩ sao về LG Phone 7 và LG Phone 7 Pro và cả về mức giá của nó nữa? 16.990 cho bản bình thường, 8.256 tại chuỗi hệ thống cửa hàng XT Mobile và 36.990 cho bản Pro cũng tại XT Mobile, thì các bạn thấy sao? Hãy cho bọn mình biết ý kiến ở phần comment bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Hai em này rất đầm, cầm nắm sướng nhưng mà hơi trơn. Lúc chơi game thì nên đeo găng tay hoặc lắp sò vào thôi, chứ cầm này hơi trơn.